Đây nha. Và sau 20 phút mình đào thì đặt thấy con dúi rồi. Để tôi lấy cho anh em xem nha. Đây. Con này nó ăn nông lắm anh em ơi. Anh em theo dõi xem nha. Hôm nay mình đào nó ra cái đầu đây rồi, nhưng mà bây giờ là mình quyết định đào theo. Nghĩ là nó chạy vào trong này. Đây cái tổ nó đây anh em thấy không? Đấy. Nó ngủ ngay cái tổ nó đây. Mà con này tôi nghĩ là có con nhé. Vừa thấy nó ra đầu đây mà nó lại đi ra đi vào đầu nhà anh em này. Đây đây anh thấy không? Ra rồi đây anh thấy không? Đây đây đây. Con dưới đây rồi. Đây nha các bạn nhá. Các bạn thấy không? Đấy. Con dưới đây. À, tôi sẽ lấy ra nhá. Nó chạy vào đây à. Ra đi em ơi. Nó lại chui vào anh em ơi. Tôi quyết định sẽ tóm được nó cho anh em xem nhé. Vừa thấy nó ra đây mà nó lại chui vào nhé. Sắp được rồi. Anh theo dõi nhé. Đâu rồi? Đến nó đấy. Đây đây. Đây rồi. Các bạn thấy chưa? Đấy, là thấy nó đây. Đây nhá. Đấy. Nó ngay đây. Đây nhá. Các bạn thấy chưa? Đây, đây, đây. À, bây giờ mình cứ lấy ra nhá. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Ra đi, ra đi. Ra đi. Ra đi. Ra, ra, ra. Ra đi. Đấy, anh em thấy chưa? Con này nó hiền lắm. Nha, rất là may và mình làm con này rất là nông nha. À, bây giờ mình sẽ lấy ra. Đấy, khung lắm. Được rồi. Em thấy chưa? Con này là tôi nghĩ là có con ấy, nhưng mà chắc là con của nó là vẫn trong kia. Và bây giờ mình sẽ lấy túi cho vào túi nha. Đấy, con này tôi nghĩ là chắc khoảng gần 1 cân này. Đấy, rất là ngon anh em ạ, đặc sản đấy. Và bây giờ mình sẽ lấy túi ra cho vào túi nha. Đấy, cầm đầu cho vào túi. Con này anh em phải cẩn thận nhá, nếu không nó cắn vào tay thì đau lắm đấy. Cho vào túi nhá. Để mình đào tiếp con. Và bây giờ thì đào tiếp con nhá. Con đâu nhỉ? Đâu rồi? Con này là có con rồi nhỉ? Sao mấy con nó đâu nhỉ? Tôi nghĩ là nó đi đâu khác đấy.
Rồi. Thằng con mất tiêu các bạn ạ. Có đâu được nhỉ? Rồi. Mấy thằng con nói rồi. Rõ ràng như thế có phân cả con mà không thấy đâu nhỉ. Qua đâu rồi? Bây giờ mình nghĩ là con của nó đi ra lỗ này rồi. Bây giờ sẽ đào theo nhé. Mình nghĩ là con nên theo con mẹ. Thực ra nó đi ra lối khác. Đây rồi đây. Còn nữa này ngay nha. Ta bây giờ lấy nó ra. Đến con nó nhanh em ơi. Con nó đây. Thế mà nó không đi theo con mẹ. Ra đi ra đi. Tôi nghĩ là chắc cũng có một con thôi. Nhưng có lúc cũng có hai con cũng không biết được. Đúng là một con thật. Ra đi. Đấy. Dễ thương không em, thấy dễ thương. Đây tóm được con của nó rồi. Đấy. Con này chắc mình phải lấy nuôi. Vì nó rất là cute nhá, anh em thấy không? Đấy.